Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của chú Bộ đội TV. Thì như các bạn biết thì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì các đồng chí, các bạn là thanh niên, đoàn viên thanh niên ở trên mọi miền Tổ quốc sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự. Thì hôm nay quay cho bạn xem ở đây là một cái nội dung. Thì đây là cái công tác chuẩn bị để cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy đấy, các hệ thống vật chất, bia bảng, rồi là nói chung là để phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 ở một cái trung đoàn, các bạn thấy rất là hoành tráng đó. Trưng bày ra đây để vừa kiểm tra này, rồi vừa xem đánh giá kiểm tra cũng như là cái công tác chuẩn bị huấn luyện của đơn vị, các bạn thấy rất là hoành tráng đúng không ạ? Đấy, có đầy đủ hết tất cả. Đây là cái hệ thống là biển bảng cũng như là cái hệ thống cổ động ngoài thao trường các bạn ạ. Đấy, nói chung là anh em vào thì không phải thiếu thốn một cái nội dung gì cả, chỉ vào an tâm công tác và thực hiện cái nghĩa vụ của một người công dân đối với Tổ quốc thôi. Đây là các loại bia các bạn nhé, bia này không phải Tiger hay năm bộ hay là Heineken gì đâu, bia này thì bia đặc trưng của bộ đội ấy, bia này là không thể uống được các bạn nhé, mà bia này để dùng cho chiến sĩ mới tập bắn các bạn ạ. Đấy, anh em đầy cứ 3 tháng tân binh là cứ điểm 10 là ok. Đấy, còn đây là một khung cảnh mình quay xa hơn để cho anh em nhìn thấy. Và còn có rất nhiều các nội dung nữa các bạn ạ. Mình chỉ quay cho các bạn xem một số cái nội dung mà cái công tác chuẩn bị thôi. Ngoài ra anh em còn có các chế độ tiêu chuẩn thì cho các bạn xem nhé. Thì đây là một số tiêu chuẩn của anh em mới vào được nhận các bạn nhé. Đấy, như ngày cái tiền, nói cái tiền trước đó, cái tiền phụ cấp khi các đồng chí này mới vào cái tháng đầu tiên là cũng đã có 761.000 đồng rồi. Đấy, binh nhất thì sau 6 tháng thì lên lại binh nhất thì các bạn có thấy cái số tiền đó, cái bậc cao nhất là thượng sĩ là 1.3 triệu rồi. Ngoài ra còn được các quân tư trang như ở trên bảng để anh em vào thì anh em hoặc là sẽ tiếp cận cái nội dung này và được phát để anh em nắm và hiểu rõ để thực hiện nghĩa vụ. Đấy, đây là cái hệ thống biển bảng ở cái chỗ trưng bày lúc nãy mình quay cho các bạn xem vậy ạ. Còn đây là anh em nhập ngũ 2022 các bạn ạ. Ấy, những đồng chí này thì cũng đang chuẩn bị những cái nội dung để mà tiếp đón các em chiến sĩ mới vào. Ấy, có hệ thống có cổng trại luôn các bạn. Cái cổng này thì anh em sẽ vào đây là nơi nhận quân các bạn nhé, là nơi các bạn lên tới đơn vị thì sẽ nhận quân và có trưng bày rất nhiều các như kiểu các báo tường này, rồi quà tặng chiến sĩ các bạn thấy. Đấy, các bạn thấy đây là đều là những cái sản phẩm của anh em tự làm ra. Đấy, cảnh quan môi trường, cái khu vực mà tiếp đón của các bạn các bạn thanh niên mới vào để cho anh em tham khảo trước các bạn nhé. Đấy, các bạn thì cứ yên tâm lên đường vào học tập và công tác rồi, không có gì phải lo ngại gì cả. Đấy, chúc các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ vững vàng niềm tin. Đấy, cứ thế mà thực hiện nghĩa vụ thôi, cứ thực hiện 2 năm rất là nhanh, các bạn không phải lo gì cả các bạn nhé. Đấy, cuối cùng xin chào anh em, xin chào mọi người đã theo dõi kênh của chú Bộ đội. Đây là cái kênh mới cho nên là các bạn tiếp tục là đăng ký kênh để mình có động lực để ra nhiều các video hơn để chia sẻ cho anh em và người nhà, người thân của các bạn biết những hoạt động của con em mình ở trong môi trường quân đội như thế nào, để cho người nhà, gia đình, các bạn thì an tâm hơn khi thấy con mình ở trên này học tập và công tác. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Bye bye.